trả lời kiểu đó rồi thì bây giờ có hỏi thêm nó cũng vậy thôi, khi các phát ngôn chính thức cái quan điểm của công ty mình là như vậy. Thì cái câu hỏi đầu tiên rất là đơn giản, mình rất là mong phía công ty xác nhận chính thức là bạn này là Huy A hay là Huy R, tại vì Vũ thì Huy A còn bạn Huy là Huy R, mà như vậy thì rất là khó để công chúng cũng như là truyền thông muốn mình xác nhận. Ok, vì thích nha. Bây giờ câu hỏi này hay này. Tại sao em tên là Huy A, Huy R, Huy A hay Huy R? Tại sao lại có cái tên Dạ kỳ vâng. cục vậy? Thôi thì cái tên là do em chọn từ ngày ban đầu thế để quyết định đi. Ngày xưa em hồi học lớp 2, lớp 3 em được mọi người gọi là Huy Rối. Thì tóc em hồi đó em để dài, Huy Rối. Tóc em để dài và tóc rất là rối. Thế là cái tên đấy đi theo em từ những cái ngày đầu tiên, xong rồi tới lúc làm nhạc. Bắt đầu làm âm nhạc khoảng lúc 11, 12 gì đó. Thì em không biết lấy tên là gì cho nó kêu kêu, lấy là Huy Rối thì nghe nó kiểu gì. Thế là em mới chọn một cái tên đó là Huy R, nghe nó vừa lạ mà lại còn rất là kiểu giản dị và dân dã. Không hiểu sao ngày đầu tiên mà tôi ngồi với Huy, tôi bảo là Huy, nếu mà cái chữ Huy mà đánh typing bằng bằng tiếng Đức ấy, nó ra chữ hủy ấy, nghe kinh lắm. Tôi bảo là đọc là Huy A nghe nó tây hơn, nghe nó hàng hàng xẻm hơn nhiều ấy. Dạ thôi mọi người cứ gọi em là Huy R đi, cho nó gần gũi. Ok, chốt vậy đi. Cái câu thứ hai đó là thực ra các bạn này hồi nãy mình cái MV thì đối với mình thì nó cũng bình thường thôi, nó mình không muốn nói nhiều về cái MV. Cái âm nhạc đó thì cái phần phối của KICM thì nó cũng cái màu đó mình cũng quen rồi, dĩ nhiên là nó hơi khác với cái màu nếu mà Huy A kết hợp với cái phần đó thôi thì nó Bây sẽ giờ VR, thì nói chung là nó hơi khác chút xíu, nhưng mà mình cảm giác là cái tựa của cái bài hát đó, tại sao mình lại chọn là Sài Gòn của anh, hơi thắc mắc, tại vì thực sự đó, là nghe cái tựa xong mình cảm giác là âm nhạc cộng đồng, mà khi là một cái bài hát mà nó có tên một cái địa danh ở trong đó, nó thực sự là rất là khó để gọi là hit đỉnh lắm, viral vậy cái ạ. cái tính viral của nó, cho dù mình nghe cái chi cỡ nào nhưng mà giống như là cái mindset của người ta như vậy rồi đó. Mình có thể đặt tên gì đó cũng được, tại sao mình lại quyết định là Sài Gòn của anh. Một cái câu nữa đó là mình cũng là cái người hồi đó hồi trước không biết Huy R là ai hết, nhưng mà mình trong cái chương trình của mình lần đầu tiên khi mình thấy cái bài 1m52 mình thấy rất là thú vị và chủ động mình đã đưa vào giới thiệu cái chương trình của mình cái thời điểm đó, rồi Chị sau cao đó mét nhiêu chị thấy? một Mét mét 62 đúng mét tám hai không? Để sẽ sau này viết bài hát 1m82 tặng chị. thì sau đó thì anh thanh niên này nọ thì đối với mình âm nhạc nó cũng rất là dân dã thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là cái nét riêng rất là cái thần của cái phần âm nhạc đó, nó có một cái nét rất là riêng, cho nên là mình không biết là khi mà vào với Nam Tiến rồi, vào công ty rồi, và với cái sản phẩm lần này thì cái định hướng của công ty dành cho bạn sẽ là theo một cái đường hướng là ở cứ mỗi sản phẩm là sẽ kết hợp với một producer khác để ra những cái màu sắc âm nhạc khác, hay là hướng bạn thành một ca sĩ, hay là ca sĩ kiêm producer, hay là như thế nào đó. Tại mình cứ nghĩ là trên một cái nền tảng bạn sẵn có rồi sẽ phát huy thêm, nhưng mà cái sản phẩm này cho mình nghĩ một cái gì đó ngược lại. Em xin trả lời câu hỏi của chị, đó là về câu hỏi đầu tiên là tại sao không lấy một cái tên nó mang tính đại chúng hơn mà lại lấy một cái tên đó là Sài Gòn của anh. Thì đây là một cái câu chuyện của một người bạn của em. Hôm nay bạn ấy không có mặt tại buổi họp báo này được. Người ấy rất yêu Sài Gòn, một người Hà Nội rất yêu Sài Gòn, nhưng lại sợ không dám vào Sài Gòn, thế mới là nghịch lý. Bởi vì vào Sài Gòn người ấy sợ buồn. Cậu ấy đã yêu một cô gái gốc Sài Gòn chính hiệu. Hai người yêu nhau khoảng hơn 2 năm thì có xảy ra một cái số biến cố trong chuyện tình. Thì em không muốn kể sâu xa hơn, chỉ biết là chỉ muốn mọi người hiểu là chuyện tình đó là một chuyện tình không đẹp và có một chút gì đó là hơi tang thương. Người đó yêu yêu người con gái Sài Gòn, rồi khi mất người con gái đi rồi trở nên yêu Sài Gòn lúc nào không hay. Và cái còn lại thì chỉ những cái kỷ niệm thôi, chỉ những cái phố phường. Người đó giờ đang sống ở Hà Nội vẫn rất nhớ Sài Gòn nhưng không dám vào.
Đó là cái lý do mà em nói cái nghịch lý ban đầu, yêu nhưng mà sợ. Và cái tên bài hát Sài Gòn Của Anh cũng chính là từ đó mà bắt nguồn ra. Em muốn âm nhạc của em mang những cái gì thật nhất, những cái gì dung dị và đời thường nhất, chứ không phải là viết một bài hát rồi lại chọn một cái tên hay là chọn một cái cảm xúc nào nó mang tính đại trà. Nếu mọi người đã nghe âm nhạc của em thì mọi người hiểu. Ví dụ như cô gái 10 năm 2 chẳng hạn, em có thể chọn một cô gái khoảng hơn 1 mét thì chắc chắn là ai cũng hơn 1 mét rồi, tại sao lại chọn 10 năm 2 làm gì? Đó là cái mà em muốn, cái bình dị và cái đơn giản nhất mà em nghĩ tới. Còn cái câu hỏi về tôi nghĩ rằng là cái chiều sâu hơn về của cái câu hỏi của Kim Thanh thì tôi nghĩ là Thúy cũng chẳng bao giờ nghĩ đến được về các bài hát về địa phương đâu. Tôi nghĩ là tất cả những sự lựa chọn của anh ấy cũng đều là một cách hồn nhiên, là thời điểm này anh ấy muốn làm gì. Và đấy, giống như tôi cũng đã nói rằng đây là một cái thời điểm mà Huy quyết định đến lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là một cái lý do rất hợp lý để anh muốn giới thiệu bài hát này đến cho quý vị. Và nó cũng là một bài hát nói về những câu chuyện tình, và hy vọng là cái tên này nó cũng sẽ làm cho những người yêu Thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy tò mò và để nghe vào bài hát này một lần. Còn về cái câu hỏi dài hơn về định hướng của nhà sản xuất thì chúng tôi nghĩ rằng ấy là rõ ràng là đối với cả mỗi nghệ sĩ họ đều có một cái tố chất âm nhạc nhất định và có những cái phong cách âm nhạc nhất định, và mọi người cũng đã nghĩ rằng là Huy đang là người có những cái màu sắc về 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 dân gian cũng như là những cái về về âm nhạc tiết tấu mà dành cho giới trẻ, và ngôn ngữ thì rất là bình dân gần gũi với mọi người. Thì tôi nghĩ rằng là không không có sự lựa chọn nào tốt hơn, hãy để anh ấy phát triển như là anh ấy đang, những gì anh ấy đang có. Và tất cả với những cái hành trang mà Huy mang vào Thành phố Hồ Chí Minh là âm nhạc, thì ngay cả khi mà chúng tôi ngồi làm việc với cả KICM ấy, thì cậu ấy cũng đã nghĩ rằng là Huy nên đi theo cái con đường phát triển âm nhạc như thế nào, và cũng có rất nhiều những cái gợi ý từ KICM rằng là Huy sẽ nên lần lượt đưa những cái tác phẩm nào đến với cả quý vị khán giả. Chúng tôi cũng sẽ còn tham khảo nhiều và cũng sẽ còn tìm kiếm nhiều hơn những cái nhà sản xuất khác để làm việc với cả Huy A và Huy R. Nhưng mà tôi tin rằng là những cái thành công liên tục cũng như là những cái thành công của những cái sản phẩm nó sẽ là cái gối đầu cho những cái sự hợp tác tốt đẹp hơn ở phía sau. Hy vọng rằng sản phẩm này cũng gây được một cái tiếng vang tốt để chúng tôi có được những cái sự mở mở rộng vòng tay của rất là nhiều những nhạc sĩ hay những nhà sản xuất khác hot của thị trường.